tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Thôi sớm vậy, nhưng tại sao lại chia tay con? Dạ tại vì tụi con quen xa. Xa là xa ở đâu? Dạ bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Trời ơi, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Dạ em thì em trải qua hai mối tình, một bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm? Thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Thì sao chia tay? Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, à, ở Trà Nóc. Trời ơi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Ừ. Em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Ừ. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Ừ. Bạn đó trả lời là chắc là không. Thì em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi dạ. Tâm trạng lúc đó tại sao, sốc vừa không? Là em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc rồi. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ em mới hô hoáng lên, thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự em chưa bao giờ em khóc như một đứa con nít trước mặt. Nói tôi nổi ốc hết trơn nè. Thấy chưa? Dễ thương quá à. Sốc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống, coi như là trái tim chết lâm sàng luôn. Lâm sàng 5 phút không em? Em cũng không rõ là bao lâu nữa, thì từ khi mà em nhìn được mấy tấm hình đó là em không biết gì nữa hết á. Vậy là yêu dữ lắm luôn đó. Dạ. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi, câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy em thương. Đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Dạ. Thôi bỏ qua, coi như chuyện đó là chỉ là một ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó thôi. Đúng rồi. Dạ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Ừ. À, bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người. Nãy em mới nhìn lướt rồi chưa có. Cũng xinh xắn dễ thương lắm. Dạ. Thích da ngăm hay da trắng? Da gì cũng được ạ. Da gì cũng được ạ. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng hợp đó. Dạ dạ cũng vô. Đi đâu khéo đi rồi làm dạ. Phim luôn đúng không? Đúng dạ. Rồi, nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó. Đúng rồi. Để coi anh Quang coi nhà gái, cô gái Cần Thơ. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Ừ. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à, đúng rồi. Make up hả? Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào, nói cho coi ông Mai và mối thấy giống bên kia không? Dạ, con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Có bạn đó đúng luôn á. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả đoàn làm phim có mấy trăm con người luôn á. À, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi đó, xong. Hút ngày 10 điếu. Dạ, gia trưởng. Rồi gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Mệt luôn. Rồi gì nữa? Dạ hết rồi. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á là khi mình nói ra thì mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể.
Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói anh Linh. Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ anh, nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bỏ bọc á, kiểu vậy. Thật ra anh thấy là Bảo, dạ, em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. À, đó. À, mẹ rất là lo, bởi vì nãy á, mẹ nói là bạn hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha, này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ, anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. À, em muốn ở Cần Thơ. Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ. Ở dạ, tại quê nhà, ở gần mẹ hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Ừ, đó, rất rõ ràng. Mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi. Bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, có thể xa con gái. Nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. À, bây giờ vấn đề là có khoái cô gái này không? Trời ơi. Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này. Dạ. Bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó giống như nãy giờ, không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng, chút rồi, xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Yeah. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ anh đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Yeah. Thôi đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thiện nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không? Bấm hay không là quyền của bạn nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bấm? Dạ, anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con cảm thấy không phù hợp với mình. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ thật. Nhưng mà không sao, anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em thì có gì đó hai anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao? Yeah. Đúng không? Yeah. Biết đâu được. Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập đúng nghiệp rồi đi. Xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sao. Ôi. Không có muộn màng gì hết trơn. Dạ. Trời á.